Xin chào các bạn. Để phục hồi nhanh một cây hoa lan bị héo rũ, mau ra những chiếc rễ mới khỏe mạnh và có những chiếc lá cứng cáp xanh tốt như cây hoa lan này. Nếu rễ bị hư, các bạn hãy cắt bỏ và thay chậu cho cây. Nếu để ngoài nắng hoặc không tưới nước lâu ngày, cây bị mất nước, các bạn hãy tưới nước vừa đủ ẩm và đặt ở nơi mát. Hôm nay mình chia sẻ cách đơn giản để những cây này các bạn sẽ phục hồi được nhanh hơn. Chúng ta sử dụng cây lô hội có chứa rất nhiều canxi, kali, phốt pho, magie, có chứa hoạt chất axit salicylic tương tự như là aspirin, giúp cho cây kháng khuẩn, khử trùng và phục hồi rất nhanh ở những cây hoa lan. Các bạn lau trên những chiếc lá này, nhựa lô hội sẽ giúp cho những chiếc lá phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sử dụng một thìa đường. Đường giúp cho quá trình hấp thụ nước được dễ dàng hơn. Thêm vào 2 lít nước. Sau đó các bạn hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng rêu, chúng ta đặt trên mặt chậu. Rêu sẽ giúp cho quá trình giữ ẩm được tốt hơn. Sau đó các bạn tưới nước này vào đây.
Các bạn để như thế này trong khoảng thời gian 1 giờ. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta cần phải đặt cây ở những nơi mát, tránh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 3 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước để giữ ẩm. Không được tưới quá nhiều nước. Và đây là kết quả sau 2 tuần tiếp theo. Những chiếc lá cũng đã xanh và dần được phục hồi. Rễ cũng đã phát triển thêm. Những chiếc rễ trong chậu đang phát triển rất tốt. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại để giữ ẩm cho chậu cây. Và chúng ta thường xuyên tưới phun sương để giữ ẩm. Và tiếp tục đặt ở nơi mát. Hy vọng với cách làm này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.